dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam do cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ không là hai nhưng là một huyết nhục. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì không được phân ly. Hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Hãy yêu thương nhau để Thiên Chúa chung phúc trên đời ta. Đường lối của Chúa là chân lý, là sự thật yêu thương. Cho con vững bước, cho niềm tin và bước lên nước trời. Xuôi con hồng ân, hàng đồ trên người dự luận Chúa. Hạnh phúc cho riêng, muôn hoa đơm làm nhân lễ dâng Ngài. Hãy biết gìn giữ dâng tình yêu trong tình Chúa, Chúa Trời thần tha tha thứ. Tình yêu sẽ được tiếp nụ đơm hoa. Sự gì Thiên Chúa